Amway là khác biệt, Amway là chính thống. Nhưng những thông điệp đó chúng ta chưa có một công cụ và chưa có một công cụ chính thức để truyền đạt những thông điệp đó cho đến người tiêu dùng và cho đến các ứng viên của chúng ta hay toàn bộ nhà phân phối chúng ta. Ngày hôm nay thật vui. Vui bởi vì lần đầu tiên sau 7 năm tại thị trường, phòng kinh doanh, các bạn quản lý kinh doanh cùng tất cả các bộ phận và đặc biệt là sự hỗ trợ của toàn bộ các anh chị Diamond ở tất cả các tuyến bảo trợ, các anh chị giảng viên cộng tác, các bạn bên phòng huấn luyện, vân vân, đã nỗ lực tạo nên một công cụ mang tính chất chuyên nghiệp, chính thống để đưa ra ngoài thị trường. Và công cụ này chị hy vọng là giúp được tất cả các anh chị nhà phân phối, tất cả các lãnh đạo giải quyết được mọi khó khăn, mọi từ chối ở ngoài thị trường.